Hey, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chia sẻ, phân tích, nhận định thị trường chứng khoán Mỹ trong cái tuần giữa tháng 9 năm 2023. Tháng 9 thông thường là cái tháng mà nó có cái thống kê là cái tháng mà yếu nhất trong năm. Và đặc biệt hơn nữa là sắp tới đây là có một cái báo cáo lạm phát CPI cũng như là họp FOMC meeting quyết định lãi suất của Fed. Cá nhân mình nhận định là cái báo cáo lạm phát sắp tới là cái báo cáo cực kỳ quan trọng, báo cáo có thể gọi là quan trọng nhất trong nhiều tháng gần đây nha các bạn ha. Tại vì sao nó là quan trọng như vậy thì lát nữa mình sẽ nói trong video này. Thì trong video này mình cũng chia sẻ thêm với quý chị các bạn về một cái nhóm ngành nghề có cái điểm vào khá là ok, cũng như là một cái mã stock mà mình cũng đã chia sẻ với những anh chị thành viên trong group NKK Wealth vài tháng gần đây rồi, vài tháng trước rồi. Một cái mã stock mà mình cảm thấy là tính đến thời điểm hiện tại của thị trường thì đây là một cái mã stock nó có cái deal, cái giá khá là tốt để mà mình mua vào. Lát nữa mình chia sẻ luôn. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau làm vào nội dung chính ngày hôm nay. Quý chị các bạn nào xem video thì nhớ là cho mình một nút like, share và đăng ký kênh nếu mà chưa đăng ký. Và quý chị các nào mà muốn tham gia trading stock Mỹ, trade ngắn hạn và đầu tư dài hạn cùng với team NKK Wealth á, thì quý chị các bạn vào trang web là nkkwealth.com để mà tham khảo đăng ký làm thành viên Discord của team ha. Bây giờ mình sẽ cùng nhau làm vào nội dung chính ngày hôm nay. Tiên phải thừa nhận cái tháng 9 là cái tháng mà theo cách gọi vui của Việt Nam là tháng cô hồn đó các bạn, tháng cô hồn của stock Mỹ các bạn ha. Thậm chí cái năm trước bầu cử, tức là cái năm này đó các bạn ha, năm năm thứ ba của kỳ tổng thống đó, là cái năm mà có cái return khá là tốt của thị trường đó. Thì thậm chí những cái năm như vậy thì tháng 9 nó cũng có cái return âm các bạn ha, trung bình tính từ năm 1928 đến nay đó. Thì những cái năm mà trước bầu cử như vậy thì cái return của tháng 9 là không có được tốt lắm nha các bạn ha. Các bạn thấy đây là rõ ràng là thống kê của họ nha các bạn ha. Thì chắc chắn có năm sẽ cao, có năm sẽ thấp, nhưng mà trung bình ra thì thấp nhiều hơn cao nha các bạn ha. Và đặc biệt hơn nữa là các bạn thấy từ nửa sau của tháng 9 á, thì theo thống kê từ năm 1950 đến nay á các bạn, thì đây là cái thống kê mà từ nửa sau tháng 9 nó sẽ có cái return thường là thấp hơn so với cái nửa đầu của tháng 9. Nửa đầu tháng 9 thì vẫn đang đi sideways đúng không, sau đó lại bật lên một tí rồi lại rớt xuống ha. Thế là cái thống kê các bạn ha, thống kê trung bình, không có nghĩa là nó chắc chắn sẽ đi như vậy, nhưng đây là những gì mà ta tổng hợp lại của những cái năm mà có cái return như vậy trong tháng 9 thì họ chia sẻ lại thôi. Và đặc biệt bây giờ mình sẽ nói về cái phần lạm phát, vì sắp tới cái báo cáo CPI theo mình thấy là rất là quan trọng. Bây giờ mình sẽ nói về cái phần này để ông chị các bạn tham khảo, tại vì cái này mình thấy rất là quan trọng, mình cộng đồng người Việt của mình cần phải biết được ha. Và trước khi mình đi vào cái phần phân tích của CPI đó thì mình muốn chia sẻ thêm một tí nữa nè, đó là cái đợt mà cuối tháng 8 đầu tháng 9 vừa rồi là cái đợt mà nó kết thúc cái giai đoạn 5 tháng tăng liên tiếp của thị trường. Thì ở đây theo cái thống kê của Bloomberg đó, họ thống kê là trong những cái năm lịch sử đó có những cái năm mà nó giống như vậy, tức là nó tăng liên tiếp 5 tháng rồi sau đó nó dừng. Thì sau đó như thế nào nữa, thì ở đây họ thống kê là theo rất là nhiều cái năm như vậy trong lịch sử mà có cái nhịp tăng 5 năm tháng liên tiếp như vậy đó, giống như vậy đó, thì cái xác suất tỷ lệ return trung bình của thị trường trong 6 tháng tới các bạn ha, trong 6 tháng tới của thị trường S&P 500 đó là nó sẽ tiếp tục tăng 7.3% các bạn ha. Đây là cái tỷ lệ trung bình của những cái năm mà có 5 tháng liên tiếp tăng, sau đó nó có một cái nhịp đứt gãy rớt xuống nhẹ, sau đó nó lấy cái đà để tiếp tục tăng lên nữa trong 6 tháng tới ha. Đây là một cái thống kê của Bloomberg mình đã chia sẻ với team NKK Wealth trong cái tuần vừa rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại với phần CPI, tại vì sắp tới là CPI khá là quan trọng, mình muốn nói về cái này. Ok, bây giờ mình sẽ nói về cái lạm phát nha bạn ha. Thì vào ngày thứ tư, ngày 13 tháng 9 năm 2023, thì sẽ có báo cáo lạm phát CPI và Core CPI. Và sau đó một tuần, tức là vào ngày 20 tháng 9, cũng vào ngày thứ tư luôn, thì Fed sẽ có cuộc họp FOMC meeting để mà đưa ra quyết định lãi suất. Thì cái quy định lãi suất này nó sẽ dựa hoàn toàn phụ thuộc vào cái báo cáo lạm phát sắp tới đây nha các bạn ha. Thì các bạn thấy trên màn hình này nè, đây là hai cái biểu đồ, đây là cái CPI đúng không ạ, đây là CPI và đây là cái core core CPI đúng không ạ, đây là cái lạm phát lõi nè ha, và đây là lạm phát chung.
thì các bạn thấy rõ ràng nó đang đi trong một cái xu hướng là đang giảm nhiệt, hạ nhiệt xuống rất là rõ ràng đúng không ạ? Lạm phát đang hạ nhiệt và cái core CPI cũng đang hạ nhiệt nhưng mà chậm hơn. Thì cái này á, Chủ tịch Fed trong cái lần phát biểu vừa rồi cũng nói rằng là cái core CPI này vẫn còn rất là xa so với mục tiêu 2% của Fed. Thì đây là vẫn còn rất là xa nha các bạn anh. Nhưng mà đối với cái lạm phát chung á, CPI á, thì nó đã gần chạm vào 2% rồi. Thì ở đây mình muốn nói cho các bạn thấy là trong lịch sử như các bạn ha, các bạn so sánh đối chiếu nè, các bạn so sánh đối chiếu, đây là cái CPI của năm hiện tại đúng không ạ, đang là cái lạm phát của hiện tại nè, nó đang là cái đường màu màu vàng các bạn, cái đường màu vàng ở đây là các bạn ha, thấy đang giảm xuống rõ rệt đúng không ạ, đang giảm xuống như vậy đúng không ạ, mình không có được vẽ thẳng lắm các bạn. Thì đang giảm xuống rõ rệt như vậy, nó đi tương đồng với cái đường lạm phát của những năm 1970 mấy các bạn, năm 1975 á, năm mà chiến tranh Việt Nam đó, kết thúc chiến tranh Việt Nam đó. Nó đi tương đồng với những cái năm đó. Các bạn thấy để đường màu vàng đi khá tương đồng với cái đường màu xanh các bạn ha, đường màu xanh là cái lạm phát của những cái năm đó các bạn ha, những năm 1970 đó. Thì nó đang đi khá là tương đồng. Thế đây nhiều người nhận định ok, nhìn vào đây thấy ok, nó giảm xuống và cái velocity, cái động lực của lạm phát nó không dừng lại đó, nó không dừng lại đó, nó sẽ tiếp tục đi lên nữa đó. Đây là cái người ta đang lo ngại và Fed cũng đang rất là lo ngại về việc này. Thì nhiều người nói là ok, cái này lạm phát đang giảm xuống như vậy thì nó sẽ tiếp tục là theo cái chu kỳ, cái động lực của nó tiếp tục là tăng lên cao hơn nữa. Nhưng mà cá nhân mình nghĩ như vậy ha, cái này là có thể xảy ra nhưng mà Fed sẽ không để nó xảy ra ha, tại vì mình theo dõi rất là nhiều, tất cả hầu như là tất cả các cuộc họp của Fed thì họ đều biết cái chuyện này, họ đều biết là cái lạm phát có thể là nó có cái động lực, khi mà mình dừng lại, mình bắt đầu nhẹ tay lại thì nó có cái động lực nó tăng mạnh hơn nữa. Thì Fed đã lường trước chuyện này, không muốn chuyện này xảy ra và đã học được bài học trong lịch sử rồi, do đó Fed sẽ không để chuyện này xảy ra. Nếu mà nó có một cái nhịp hồi tăng lên lại đó thì Fed sẽ tiếp tục mạnh tay hơn nữa đó. Thì cái việc mạnh tay hơn nữa đó là cái mà nguy nguy cơ, còn cái việc tăng trở lại thì mình nghĩ là nó cũng có thể có khả năng tăng, nhưng mà cái việc mà Fed sẽ làm thế nào đối với cái báo cáo sắp tới đó thì đó là một cái điều mà mình cần phải thận trọng. Vậy thì làm sao biết được là liệu cái báo cáo lạm phát sắp tới đó nó có tăng lên hay không hay là nó tiếp tục giảm xuống nữa, thì cái này mình phải dựa vào cái chỉ số ISM. Lúc trước mình cũng đã chia sẻ với team NKK Wealth đó, thì những cái đợt mà rớt xuống như vậy nè đã được báo trước rồi, đã được báo trước dựa trên cái chỉ số ISM rồi, mình đã nói rồi và nó đúng là nó giảm xuống như vậy, nhưng mà đang giảm đến cái mức mà nó khá thấp nha các bạn ha, khá thấp và đang đang tốt nha các bạn. Nhưng mà cái chỉ số ISM vừa rồi mình đang xem là gì đây ạ? Chỉ số ISM vừa rồi mình giống ở đây, các bạn thấy là đây ở dưới đây nè các bạn, đây là chỉ số ISM nè các bạn ha, ISM. Thì chỉ số ISM này nó đã dự báo cái CPI, dự báo cái lạm phát. Các bạn thấy là năm 2020 nè bạn, 2020 đúng không ạ? 2022 này các bạn ha. Thì giống gần nhau nè, các bạn thấy là ISM nó tăng lên trước thì sau đó cái lạm phát nó tăng lên sau các bạn ha, và sau đó ISM nó giảm trước thì lạm phát nó lại giảm sau, đi theo sau, có nghĩa là ISM này nó dự báo trước khoảng 3 đến 6 tháng các bạn, dự báo trước lạm phát 3 đến 6 tháng. Và các bạn nhìn vào đây các bạn thấy gì ạ? Các bạn thấy cái gì ở đây ạ? Ở đây là cái gì đây ạ? Đây là một cái gì đó mà mình cần phải thận trọng các bạn ha. Đây là một cái gì đó nó cho thấy là một cái sự định hình định dạng lại của lạm phát và có dấu hiệu nhẹ của cái việc tăng trở lại, lạm phát tăng trở lại các bạn ha. Đây là một cái gì đó mình đang bữa giờ mình phân vân lắm các bạn, mình đọc cái này mình phân vân lắm nha. Đang có một cái gì đó nó đang có sự tăng nhẹ trở lại. Liệu cái này nó có là một cái điều gì đó mà tiêu cực hay không, thì mình nghĩ là có một chút gì đó để mà đáng lo cho các bạn ha, tại đây tại thời điểm này. Thì đây là một gì đó quý vị các bạn cần phải chú ý theo dõi đây. Sắp tới thì trong cái team NKK Wealth thì mình sẽ cố gắng làm cập nhật này thường xuyên hơn,
về những cái dự báo chỉ báo sắp tới về tình hình lạm phát. Thì bây giờ mình sẽ làm rõ hơn. Ở đây không có nghĩa là mọi thứ là một bức tranh ghê gớm. Ở đây mình muốn cho các bạn thấy là mặc dù lạm phát nó có tăng lên á, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại với lịch sử của những năm 1970 mấy đó. Khi mà cái đỉnh cao lạm phát thứ hai tăng lên đó thì thị trường nó như thế nào ha các bạn ha, có điều có phải đáng lo sợ hay không? Thì bây giờ mình sẽ mở cái phần S&P, thị trường S&P 500 của những cái năm đó cho các bạn tham khảo nha. Và bây giờ mình sẽ đến với cái phần học về lịch sử của thị trường chứng khoán Mỹ trong cái giai đoạn mà siêu lạm phát của những năm 1975 đó các bạn ha. Thì ở đây các bạn thấy cái đường màu xanh lúc nãy mình giới thiệu nè. Cái đường màu xanh là cái đường lạm phát nó đã giảm xuống kể từ năm 1975 nè các bạn ha. Lạm phát đợt đầu tiên nó giảm xuống rất là nhiều rồi các bạn ha. Giảm xuống như vậy thì thị trường năm 1975 nó phản ứng tích cực với cái tin tức này. Các bạn thấy là năm 1975 nè. Thì thị trường nó tăng lên, tăng liên tiếp như vậy, tăng lên như vậy, có một nhịp hồi ở đây nhưng mà nó tiếp tục là tăng lên như vậy ha. Thì đây là tin tức tốt về lạm phát đã giảm thì thị trường nó tăng lên. Nhưng mà sau đó thì sao ạ? Nhưng mà sau đó thì từ năm 1976 đến năm 1977, đây là giai đoạn mà thị trường nó bắt đầu thấy lạm phát tăng trở lại. Đây là cái turning point, đây là cái thời điểm mà nó quay đầu đó các bạn. Lạm phát tiếp tục tăng trở lại và tăng đến năm 1980 các bạn ha, là nó còn có một cái đỉnh cao hơn lần trước nữa. Đây là cái đỉnh cao hơn lần trước. Thì bây giờ mình sẽ xem là bắt đầu từ năm 1976 đến năm 1977 đó các bạn ha. Đây là cái điểm mà nó turning point, đó là cái điểm mà nó quay đầu. Đây là cái điểm mà đây là cái cột mốc nè các bạn. Cột mốc mà mình đã vẽ sẵn nè. Đây là cột mốc mà thị trường nó đã bắt đầu chuyển mình vì cái tin tức lạm phát tiếp tục quay đầu tăng lên trở lại. Thị trường nó phản ứng tiêu cực đi rớt xuống. Nhưng các bạn thấy đây là rớt ngắn hạn các bạn ha. Rớt ngắn hạn tại vì trong cái lịch sử thì mình thấy là thị trường nó luôn luôn đi lên 80-90% nó luôn luôn đi lên. Các bạn thấy là kể cả nó đạt cái lạm phát là năm 1980 là lạm phát đỉnh điểm ở đây đúng không ạ? Nhưng mà các bạn thấy sao ở trên thị trường S&P 500, các bạn thấy sao ạ? Năm 1980 nằm ở đây nha các bạn ha. Năm 1980 nằm ở đây đúng không ạ? Thì nó lại tiếp tục là tăng lên nữa các bạn ha. Sau khi nó có một nhịp hồi xuống như vậy thì nó tiếp tục tăng lên ha. Và sau đó nữa thì nó bỏ xa, rất là xa cái đáy của năm 1975 và đi tiếp tục tăng lên mãi luôn các bạn ha. Không bao giờ quay trở lại với cái đợt mà cái đáy của những cái lần trước nữa mà tiếp tục tăng mạnh, rất là mạnh sau đó. Thì cái bài học ở đây là khi mà đưa ra một cái lạm phát, tức lạm phát nó xấu thì thị trường trong ngắn hạn có thể là phản ứng tiêu cực với cái việc này, nhưng mà về lâu về dài thì thị trường là phản ánh lên cái giá trị của những công ty làm ăn có sinh lời trong thị trường, thì nó sẽ tiếp tục tạo ra giá trị cho thị trường. Như đó là mình nghĩ về lâu về dài thị trường nó vẫn sẽ tiếp tục là tăng lên theo thời gian nha các bạn ha. Do đó mình bearish mà long term thì rất là khó khó thắng. Do đó là mình nghĩ là những cái đợt như vậy mình chỉ có mua vào thôi, những cái đợt mà nó deep như vậy thì chỉ có mua vào thôi, mua vào những công ty giá trị mà có làm ăn sinh lời nha các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu với chị bạn một cái nhóm ngành nghề cũng như là một cái mã stock mà mình đã chia sẻ với team, và mình thấy là có cái điểm vào khá là tốt, và cái mã stock này nó cũng là một cái mã stock giá trị, làm công ty làm ăn tốt, công ty tốt có tên tuổi thương hiệu, và nó cũng đã đang có cái mức định giá khá là rẻ. Thì bây giờ mình sẽ đến với cái phần chia sẻ này nha các bạn. Ok, và cái nhóm ngành nghề mà mình thấy đang có cái giá trị của nó đang khá là rẻ so với thị trường, đó là cái nhóm XLU Utilities, là cái nhóm mà tiện ích công cộng đó các bạn. XLU ha các bạn ha. Đây là cái nhóm mà các bạn thấy là hiện tại nó đang ở cái mức định giá là thấp hơn hẳn so với thị trường chung S&P 500. Thì các bạn thấy rõ ràng trên cái XLU, thì cái chart của nó các bạn, XLU, đây là cái chart XLU của nó nè. Thì cái nhóm này á, nó chiếm cái tỷ lệ nhỏ thôi các bạn. XLU chiếm tỷ lệ nhỏ trong cái S&P 500. Các bạn ha, thấy cái phần này này, đây nó rất là nhỏ trong cái S&P 500. Nhưng mà trong cái thời gian vừa qua đó các bạn, thì thị trường nó tăng lên nhưng mà cái nhóm này nó lại giảm xuống, không có tăng lên. Cái nhóm này giảm giảm xuống, các bạn thấy rõ ràng không ạ?
giảm xuống, không có tăng lên, trong khi thị trường S&P 500 thì đầu năm đến giờ nó tăng lên liên tiếp đúng không ạ? Thì XAU nó đang ở cái vùng mức giá là 63 đồng, thì đang ở cái mức là support ở đây và cũng đang khá là, so với thị trường S&P 500 thì cái phần đánh giá đây, thống kê ở đây thì nó đang ở cái mức định giá khá là rẻ. Do đó là XLU là cái tên gọi mà mình gọi đầu tiên trong cái nhóm mà tiềm năng của bắt đầu từ tháng 9 này các bạn ha. Và cái nhóm tiếp theo, đối với cá nhân mình thì mình không có đầu tư vào nhóm này, nhưng mà mình thấy nó có cái sự hấp dẫn trong đó, đó là nhóm XLRE. XLRE tức là cái nhóm về bất động sản, real estate và địa ốc này kia đúng không ạ? Đây là cái nhóm mà năm vừa rồi tăng lãi suất rất là mạnh, làm cho nó bị rất tê tua đúng không ạ? Rất tê tua, và người mua nhà này kia họ cũng đang rất là dè chừng, họ không có muốn mua nhà thời điểm này, tại vì người ta nghĩ là sẽ còn tăng nữa hay sao nữa ha. Do đó là mọi người đang cảm giác, mình cảm giác là mọi người đang có sự lo sợ ở đây. Và ở đây thống kê rõ ràng, khẳng định một lần nữa là đây là lần thứ ba, đây là lần thứ ba các bạn ha, đến điểm này là đây là lần thứ ba. Sau hai cái lần trước là năm 1975 là năm 1982 83 gì đó ha. Đây là lần thứ ba kể từ năm 1960 mà người ta không muốn mua nhà nhiều nhất. Không muốn mua nhà, không ai muốn mua nhà tại thời điểm này cả. Có điều lại đúng không ạ? Đây là lần thứ ba người ta không muốn mua nhà nhiều nhất trong lịch sử. Thì mình không có phải là chuyên gia về về tài chính cũng như là chuyên gia về bất động sản, real estate này kia, nhưng mà đây là thống kê nho nhỏ để mà có thể là mọi người tham khảo, để biết rằng là ok, mọi người không ai muốn mua nhà ở đây cả, thì có thể là mọi người đang panic, mọi người đang lo sợ về việc tăng lãi suất nữa. Nhưng mà cũng có thể khi mà người ta lo sợ thì đây là lúc mà mình có thể tận dụng đúng không ạ? Đây là một cái gì đó mình tham khảo thôi ha. Và đây là hai cái nhóm là XLU và XLRE, là hai cái nhóm mà mình cảm thấy là nó đang có một cái sự hấp dẫn trong này. Đối với những cái stock riêng lẻ thì ở đây mình có một cái mã stock chia sẻ cho mọi người, đó là mã Nike, Nike NKE. Mã Nike này mình cũng đã chia sẻ ở trong cái group NKK Wealth vì tại sao nó lại hấp dẫn và tại sao nó đáng để đầu tư. Thì mình cũng đã chia sẻ rồi, chia sẻ quan điểm nhận định của team của mình rồi. Về cái mã này, đây là một cái mã công ty khá là ổn. Mình không có muốn kéo dài video này quá dài, vậy đó là quý chị nào mà muốn nhận được những cái phân tích sâu về những công ty như vậy thì cũng như các bạn tham khảo đăng ký và làm thành viên của team NKK Wealth để mà nhận được những cái chia sẻ này. Thì mã Nike là một cái mã mà đang ở một cái mức định giá khá là tốt với những cái bad news mà không có thực sự tác động trực tiếp đến công ty này. Và ở đây là một công ty tốt, có khả năng sinh lời của công ty khá là cao. Trong 3 năm vừa rồi, nếu mình chỉ có bạn nào đầu tư mua mã này, người nào mà mua cái này 3 năm thì đến bây giờ là return là bằng không. Nhưng mà những người nào mà chưa mua thì tại thời điểm này mình nghĩ có thể là bắt đầu có một cái gì đó nó có sự hấp dẫn trong này. Định giá của mức định giá của NKK Wealth, của Nike nè, nó đang ở một cái mức định giá khá là tốt, đang ở mức giá khá là vừa phải và rẻ. Và các bạn thấy cái đường xu hướng của nó, các bạn thấy là cái đường uptrend line của nó nè đang gần chạm phải cái đáy của cái đường xu hướng đi lên đúng không ạ, trong long term đúng không ạ. Thì ở đây là cái vùng mức mà mức giá mà mình nghĩ là nó hấp dẫn để mà mua vào. Có thể còn rớt nữa tại khu vực này, nhưng mà vùng hấp dẫn để mua vào. Và mình sẽ mua, có thể nếu mà rớt xuống hơn nữa thì mình có thể mình sẽ mua quyết liệt hơn nữa nha các bạn ha. Mình cũng đã mua vào rồi nhưng mà hiện tại vẫn đang âm. Nhưng mà cái này mình nghĩ vào long term như đó là đây cũng đi tốt, để mà đầu tư lâu dài thì mình cứ việc mua vào thôi ha. Thì đây là cái phần chia sẻ nhận định của mình đối với thị trường chứng khoán Mỹ trong cái tuần giữa tháng tháng 9 năm 2023. Thì quý chị các bạn nào có câu hỏi thắc mắc muốn chia sẻ gì đó thì quý chị các bạn comment dưới cái video này để mà chia sẻ. Và bây giờ mình xin phép là kết thúc video ở đây. Quý chị các bạn nhớ cho mình một nút like và share và đăng ký kênh nếu mà chưa đăng ký. Và quý chị các bạn nào mà muốn nhận được những cái phần chia sẻ nhiều hơn nữa về những cái mã stock này kia, thì quý chị các bạn có thể tham khảo đăng ký làm thành viên tại nkkwealth.com. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.